Xin chào các bạn, mình tên là Mỹ Anh, hiện mình đang học lớp 12 tại trường Nguyễn Huệ. Thì sáng nay mình đã được đậu visa đi du học và mình rất vui và mình hạnh phúc và mình đang muốn chia sẻ với các bạn. Thì mình đã ấp ủ cái giấc mơ được đi du học rất là lâu. Thì qua tìm hiểu và gia đình, bạn bè, người thân giới thiệu thì mình có gặp được, mình có tìm được tư vấn du học Tân Đại Dương và gặp được chị Mỹ Kim và các anh chị khác đã giúp mình hoàn thành hồ sơ một cách tốt nhất. Thì mình dự định qua Mỹ sẽ học trường Rocky Bayou Christian School và ở homestay. Thì như mọi bạn đi du học sinh thì họ đều qua Mỹ là vì tương lai, vì tấm bằng, bởi vì bằng ở Mỹ đều rất là tốt và được chấp nhận trên toàn thế giới, cơ hội công việc cũng cao hơn. Trong buổi phỏng vấn sáng nay thì mình có gặp một anh Mỹ đen hỏi về học lực, học hành, việc học hành của mình, công việc, tài chính, gia đình và người thân ở bên Mỹ. Thì thật sự là cái vấn đề có người thân ở bên Mỹ hay không cũng không có thật sự ảnh hưởng nhiều đến việc đi du học của các bạn, mà quan trọng là sự tự tin, cái thần thái với lại cái là vốn tiếng Anh của các bạn. Quan trọng là các bạn trau dồi tiếng Anh và thể hiện bản thân mình ra. Và một số tips nhỏ khi đi phỏng vấn là không cần mặc đồ quá là màu mè hoặc là gì quá, cứ mặc bất cứ đồ nào mà bạn cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi trong bộ đồ đó. Và cũng rất may là nhờ có các anh chị ở trong công ty du học Tân Đại Dương đã giúp mình làm hồ sơ, mặc dù hồ sơ có một vài chỗ trục trặc nhưng mà các anh chị đã giúp mình có một bộ hồ sơ tốt nhất để đi phỏng vấn và để có được visa như sáng hôm nay. Thì mình chúc các bạn may mắn và chúc các bạn thành công có được visa để đi du học Mỹ giống như mình.